Clip này thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn về search on page. À sell on page là gì? Đây là một quá trình tối ưu hóa nội dung website để cho thân thiện hơn với các công cụ tìm kiếm. Và đây là nền tảng quyết định lâu dài trong cái quá trình triển khai về SEO. Một website tốt thì cơ bản chúng ta cần phải tối ưu các vấn đề đó chính là thẻ title, keyword, meta description, H1, H2, H3. Tối ưu hóa được dẫn các thẻ ALT mô tả về hình ảnh mật độ từ khóa, size mét, link trỏ ra bên ngoài, link nội bộ và tốc độ web. Thì đây là các yếu tố mà chúng ta cần phải làm trong cái quá trình tiến hành làm SEO on page. Và để thực hiện được SEO on page này hiệu quả thì các bạn có 3 công cụ để hỗ trợ chúng ta trong cái quá trình tiến hành làm SEO. Công cụ đầu tiên mà bọn tôi hay sử dụng trong cái quá trình tiến hành làm SEO đó chính là tool sử dụng add-on của Firefox có tên là xe doctor Để có thể tải được công cụ này về thì các bạn mở Firefox, cái này thường là hoạt động trên Firefox. Sau đó thì chúng ta vào phần tiện ích. Hoặc là các bạn có thể ấn ở trên máy tính là Ctrl Shift Trong phần tiện ích này thì chúng ta vào phần tải tiện ích này và gõ tôi từ S doctor hệ thống sẽ bắt đầu tìm và các bạn có thể nhìn thấy tên công cụ đây là xe doctor và chúng ta tải về sau khi các bạn tải về xong chúng ta sẽ khởi động lại trình duyệt và ở phía trên trình ruột sẽ xuất hiện một lá cờ và lúc này thì chúng ta truy cập vào trang web hệ thống sẽ bắt đầu tính toán xem là trang web này của các bạn có chuẩn SEO on page hay không Và như vậy thì lạ cờ ở phía trên nó sẽ đổi màu Thông qua việc kiểm soát hệ thống này Thì tôi sẽ biết được là SEO on page của tôi đang thiếu phần gì Ví dụ như là điểm SEO ở đây được 98% Do thẻ H1 đây xuất hiện hai cái sai so với tiêu chuẩn của Google Tốc độ load web quá chậm cho nên bị ảnh hưởng rồi sau đó thì uh, các cái chuẩn khác liên quan đến hình ảnh, Analytics h1, h2 và một số link thì các bạn có thể nhìn thấy là công cụ này đã liệt kê chúng ta là phần nào các bạn đang thiếu và tiêu chuẩn là gì ví dụ như là thẻ meta description thì yêu cầu các bạn phải viết là dưới 70 ký tự, 70 cụm từ và dưới 350 ký tự chúng ta nhìn thấy đây đúng không? và như vậy với công cụ này chúng ta hoàn toàn dễ dàng để có thể truy cập vào bất kỳ một website nào sau đó thì chúng ta đánh giá xem là website này có chuẩn SEO hay không. Bạn cũng không cần phải biết lập trình hoặc là có nhiều kỹ năng liên quan đến lập trình để có thể biết được điều này. Và đây chính là công cụ đầu tiên mà chúng ta nghiên cứu, SEO Doctor. À, công cụ thứ hai các bạn nghiên cứu trong cái quá trình chúng ta tiến hành làm tối ưu SEO Page thì đó chính là Google Speed Insight. Đây là một tool của Google. Cho phép là các bạn có thể đánh giá một trang web bất kỳ của mình là đang gặp phải vấn đề gì trong cái quá trình tối ưu về SEO.